Quái dị, chuyện ngắn của Nam Cao. Năm ấy mất mùa, lúa lạng xấu lắm. Chúng tôi gặt ruộng nhà xong mới đi gặt thuê được mỗi người vài ba buổi mà lúa lạng đã vãn. Chúng tôi bàn nhau ra đông gặt. Bọn chúng tôi có bốn người, trong số ấy có ông Nhiêu Tiêm đã đi gặt xa nhiều lắm. Chẳng một xó nào mà ông không biết. Ông đã từng gặt ở những nơi lúa phải mò, ăn cơm phải đứng dưới ruộng, nương lên đến thắt lưng, mâm cơm đặt trên bốn cái cọc cắm ngay giữa ruộng. Trên thì nắng đốt đầu, dưới nước nóng đến làm da phải bỏng. Người thợ gặt luồn cái hái ra một cái là vơ lấy đũa. Bụng thì đói mà cơm với thịt kho cũng không sao nuốt được, chỉ uống. Uống không biết chán, được cái công cao lắm. Cũng có nơi công đã chẳng lấy gì làm cao mà ăn uống lại kham khổ quá. Canh rêu đã không có thì thôi, đến tương, mắm cũng không có nốt. Cơm toàn là một thứ gạo cuốn rơm đã bốc hơi. Cái ăn, độc một thứ, cà nén, chát vào những muối. Ăn mặn như thợ đường bể, cũng chỉ một quả là đủ bữa. Hạng mình thì chưa đặt vào đầu lưỡi, vị đắng đã bắt nhăn mặt vào. Về cái tích cà này, ông Nhiêu kể lại một chuyện buồn cười lắm. Mùa ấy, ông cũng đi gặt ở Mạn Đông với mấy anh em nữa, toàn người làng cả. Họ gặt cho một nhà cũng khá giàu mà có vẻ quý người. Chưa đến quậy lúa về, nhà chủ mời quan viên thợ gặt ngồi lên cái giường giữa trước bàn thờ để nghỉ ngơi cho mát rồi xơi cơm. Quan viên khấp khởi mừng thầm, ngồi như vậy thế nào ăn cũng khá. Họ đã nghĩ đến riêu cá mè, thịt lợn kho, hay ít ra thì cũng được ban canh bí nấu với cua để húc cho mát ruột. Nhưng quan viên nhầm cả, mâm cơm bưng lên lại toàn một thứ cà, cái thứ cà to bằng một cái bát con, thầm xịt và mặn như cô muối vào. Anh nào muốn sắt ruột lại thì cứ ăn. Ấy thế mà quan viên ăn rất nhiều. Chính cô con dâu nhà chủ có lẽ đã quen ăn mặn lắm, mà cũng phải chịu bọn thợ gặt này là ăn mặn. Một bữa ăn cô phải lấy thêm cả 5-6 lượt. Cứ vừa đem một đĩa lên đã lại thấy họ gào đem đĩa nữa. Sau cùng thấy đĩa thì không xuể, cô xúc luôn cho họ một cái bát tàu to thật đầy. Chỉ có bốn người ăn mà vại cả vơi đi. Chiều hôm ấy thấy cô con dâu ra đồng đội lúa, ông Nhiêu Tiêm hỏi: "Cô ơi cô, tôi hỏi thế này khí không phải, cô đã lấy nước cho các cụ chưa?" Người con dâu ngơ ngác, cô không hiểu vì ý gì mà người ta hỏi thế. Hỏi họ thì họ chỉ cười khúc khích. Cô ngờ ngợ, về nhà cô đem chuyện ấy khoe với chồng. Chồng cô không hiểu nốt, y khoe với bố. Ông bố có học được ít chữ nho thì phải, người có chữ nho thâm thúy. Ông nghĩ ngợi, ông vào nhà, cụ soát lại bàn thờ ông Vải. Khi mở đến bốn cái đài, ông thấy đài nào cũng đầy lên những cà, cho biết bọn thợ gặt này cũng thâm. Những kẻ đã vác cái đòn càn đi ăn cơm của người tứ xứ, dở mặt nào cũng được, không chịu kém cạnh ai nước gì. Ông Nhiều vẫn bảo bọn đàn em chúng tôi như vậy. Có lần ông đã gặt thuê cả cho bọn đi cướp lúa, giữa ban đêm xách liềm hái sang cánh đồng làng khác mà vẫn giữ được cái đầu đem về. Ông xã Mịch với chú Cô Siêng thì cũng chỉ mới đi ít vậy thôi. Thường thường ở nhà họ cũng không thiếu việc làm. Bởi vậy chỉ thỉnh thoảng có vui anh vui em, họ mới đi một vụ cho nó biết. Duy có tôi mới xách hái vác đòn càn đi gạt xa lần này là một. Đen tôi quá, ông Nhiêu Tiềm bảo. Ông đi gặt thuê đã nhiều mà chưa bao giờ khổ thế này. Chúng tôi cơm đùng cơm nóng đi luôn 4 hôm rời mà chẳng gặp ma nào đón. Thì ra núi Mạn Đông năm nay chín sớm, phần nhiều người ta gặt rồi. Chiều ngày thứ 5 chúng tôi dừng lại một làng xác xơ
và có vẻ nghèo nàn. Nhà cửa lưa thưa, toàn những nhà tre úp sấp giữa những khu vườn ruộng thì có rộng nhưng xấu lắm. Mía đốt như lau hoặc khẳng khiu như chân gà, chuối lè tè như những cây rau diếp ngọc. Dĩ chí đến cây khoai, cây đáy cũng không lên được. Người xấu xí và rách rưới. Cái số trẻ con bụng ỏng, mắt toét ngoài đường sẵn lắm. Đàn bà móc cua mỏ ốc, đàn ông đi bắt chuột, rêu tép hay xúc dập. Chỉ vào một hàng nước của họ cũng biết rằng họ khổ. Xôi thì xôi đậu mắt cua, bánh đúc bột sặc mùi vôi. Giá có bát canh bún cua thì ba phần rau mới được một phần bún. Mà nào có ra hồn bún, những sợi to bằng cái đầu đũa mà xám xám chứ không trắng hẳn. Ăn vào rắn mà lại chua. Ấy thế mà đã gọi là danh giá lắm. Hàng nào cứ mời có, còn thì chỉ cái giống bánh sắn, bánh khoai hoặc là bánh rán làm bằng cơm nguội là nhiều lắm. Ngon hay không, chẳng cần phải hỏi. Quý hồ thật to. Chúng tôi vào một cái hàng tồi tàn ấy, uống bốn người mới hết một trinh nước vối. Bà hàng hỏi, chừ ông đi gặp hắn. Anh cu siêng mau mồm miệng đáp, vâng, chúng cháu xem có ai thuê thì gặp. Ở ta đây đã gặp xong chưa cụ? Xong từ bao giờ rồi? Chúng tôi ít ruộng lắm. Muốn tỏ mình thông thuộc, ông như tiên tắc lưỡi. Ruộng ở đây còn hiếm hơn ở mình. Gặt có già cơ, chỉ dăm ngày là xong. Rít một hơi thuốc lào, rồi ông ngửa mặt lên, vừa thở khói ra, vừa cau mặt bảo, anh em mình chết dở, đi muộn quá, đến cũng phải quay trở về. Một người đàn ông trẻ tuổi, mắt hấp hem, cố tách đôi mi mọc đỏ ra nhìn chúng tôi, khịt mũi mấy cái rồi bảo, tôi bảo nhé, chỗ này thì còn nhiều lúa chưa gặt lắm. Các ông có dám đến thì tôi mách. Ông Nhiêu Tiêm cười khẩy. Hừ, chúng tôi đi âm phủ chúng tôi cũng dám đến. Cứ có người thuê là được. Người thuê thì khối. Già nửa làng chưa gặt được. Ở đâu vậy bác? Các ông có dám đến không đã? Tôi đã bảo, hùng tính chúng tôi không biết sợ. Có phải lên Mai không nào? Ừ, bên Mai. Tưởng gì? Tiếng ông kéo dài nó ra để tỏ vẻ khinh thường và chế nhạo. Mũi anh kia khìn khịt một hồi lâu. Bây giờ tôi mới hiểu, thế là anh ta cười. Bà hàng bảo, ông nói thế, chứ tôi thách ông dám sang gặp bên Mai. Cụ không phải thách, chúng tôi đi ngay giờ. Làm cái thằng đàn ông, có thế mà đã sợ. Không bỏ vợ nó cười vào mặt cho. Chẳng nói giấu gì các cụ ở ta đây. Các cụ nhiều tiền của nên sợ chết, chứ người làng chúng cháu nghèo khổ nên chẳng coi cái chết ra mùi gì. Câu nói rõ ràng có ý khích bác. Ông này đến làng người ta mà nói mệt người ta quá. Bà hàng sa mặt xuống, bà trả miếng. Thì đấy, không sợ thì cứ sang mà gặt. Người ta đang cần thợ gặt, chỉ sợ lại được chôn vệ đường. Ông nhiều thêm cũng cáu. Cho ngay rằng chôn vệ đường, anh em mình cứ đi. Bà hàng không thèm nói nữa. Bà chỉ bĩu cái môi ra một chút và cái mặt bà vác lên, ghét cái tính hay cà khịa của ông Nhiêu Tiêm. Chúng tôi chẳng ai nói nửa lời. Tôi rất bực mình. Sao ông cứ muốn gây ác cảm với thiên hạ làm gì vậy? Ông vác đòn càn đi trước. Bà chúng tôi cùng gầm mặt theo. Ông hiểu, chúng tôi gắt với ông chăng? Ông vừa đi vừa lẩm bẩm. Mẹ kiếp, dọa thì ông cũng không sợ. Lòe thằng nào chứ lòe thế nào được ông? Tôi hỏi, ở cái làng ấy có gì mà chúng nó bảo ta không dám đến? Ông cười nhạt, à, cái làng nó chỉ có đầu, có đuôi mà không có khúc giữa. Thế là cái gì? Thấy tôi ngờ ngạch, ông Nhiêu Tiêm cười khanh khách. Chú cu siêng cắt nghĩa, chuyện phường treo bão, đầu trộm đuôi cướp, khúc giữa làm gì có. Đến lượt tôi cười vuốt đuôi. Nhưng cười xong tôi bảo, thế thì bố ai dám gặt cho chúng nó? Gặt xong công chúng nó không trả, chúng nó lại cho một nhát dao thì được theo ông bà. Ông Nhiêu Tiêm nhạo ngay,
Vợ mày còn trẻ lắm hay sao mà mày tiếc đời đến thế? Cũng đòi làm con trai. Tao ấy à, xin cho ngay là quỷ sứ. Kẻ cướp thì đây cho còn soàng. Tôi đỏ mặt lên và cười. Chập choạng tối thì chúng tôi đến làng Mai. Đường vắng ngắt, có một vẻ gì lạnh lẽo đến làm người ta rờn rợn, như khi áp lưới dao cạo sắc lên trên gáy. Văng vẳng những tiếng khóc ti tỉ bay theo gió chiều. Chỗ chúng tôi dừng lại là một cái chợ. Những quán danh vắng ngắt đứng sơ rơ như những con gà xù lông ra, ngủ ròm. Những con gà quái gở, tôi đột nhiên thấy rợn. Có lẽ cả ông xã Mịch và chú Cu Siêng cũng vậy. Họ đi sát vào tôi. Riêng ông Như Tiêm bình tĩnh lắm. Ông ngồi phịch xuống. Làng Mai đây rồi, quan nào muốn bứt đầu lão thì ra đây. Ông cười thê thê, tiếng cười nghe ghê rợn quá. Tôi nhìn chòng chọc vào cái bụi tre tối om bên đường. Ôi, cái gì thế vậy? Tóc gáy tôi dựng ngược, chân tay tôi bủn rủn. Trời ơi, có một bóng người, có một bóng người từ bụi tre đen ngòm đi ra. Vụt một cái, hắn đã sừng sững ngay trước mặt chúng tôi, như mọc từ đất lên. Tôi hoảng hồn quá to, ai thế? Một thứ tiếng rất nhẹ nhàng đáp. Tôi đây mà, các ông đi gặp hắn. Đó là một người con gái. Tuy trời tối, chẳng trông thấy rõ mặt, nhưng nghe nói là đủ biết. Tôi hơi yên lòng, bốn người đàn ông khỏe mạnh, không có lý lại sợ một con đàn bà. Ông Như Tiêm hỏi. Mợ thuê gặp à? Vâng, các ông chưa gặp cho ai thì về nhà cháu nghỉ, rồi sáng mai gặp đường cho cháu. Được, nhưng mợ cho chúng tôi thế nào? Người đàn bà ngần ngừ một chút rồi bảo. Các ông đã gặp ở các nơi thì các ông biết đấy. Các ông định thế nào, cứ cho nhà cháu biết. Các ông định lấy mỗi công gặp là bao nhiêu? Mợ cứ cho một đồng. Một đồng thì đắt quá. Chúng tôi gặp mấy nơi đều thế cả. Làm gì đến? Sốt ruột, chú Cu Siêng hỏi tắt. Thế mợ cho bao nhiêu? 8 hào. Tôi nghĩ bụng. Ông Như Tiêm hớ rồi. Chắc công gặp ở đây cao lắm. Đáng nhẽ ông phải nói 1.5 đồng, 2 đồng. Có lẽ ông Như Tiêm cũng nghĩ như tôi vậy. Ông giao hẹn. Tôi nói cho mợ thế này này. Chúng tôi gặp thì chỉ biết gặp thôi, chứ không biết đập, rũ. Miễn là làm sao cắt được lúa, bỏ lại quẩy về nhà là được. Tối đến chúng tôi chỉ buông xuôi cái đòn càn là xong việc. Đó là một cách để mà vòi đấy. Tôi dẫu chưa gặp ở đây, nhưng cũng đã từng nghe người ta nói. Cái lệ ở các nơi, thóc lên cót rồi mới có thể gọi là xong việc. Mới buông xuôi cái đòn càn đã đòi lấy tiền của người ta ra được. Ấy thế mà người đàn bà cũng chịu. Vâng, thì các ông cứ làm sao lôi được lúa về nhà cho nhà cháu là được. Ôi, nhưng mợ phải cho 1 đồng. Ông nói 1 đồng, chẳng lẽ ông lấy cả 1 đồng? Mợ đã nói thế thì chúng tôi xin bớt đi 1 hào, cứ 9 hào 1 công, chẳng còn phải nói đi nói lại. Vâng, thì mời các ông về nhà. Chúng tôi đi theo thị, qua một cái ngõ sâu hoăm hoắm. Chúng tôi đến một nếp nhà khá to, có tường hoa sân gạch. Người đàn bà đánh diêm châm đèn, ngọn đèn dầu leo loét, vẻ vắng lặng lại làm tôi xin ngờ. Bởi trong cái nhà ngói rộng như một cái đình, chỉ có mỗi một người đàn bà ấy, không còn ai nữa. Ở một đầu làng, một lá màn buông sẵn, một mùi gì là lạ, cái khí lạnh ở ngoài đường lúc nãy chưa vào đâu với cái lạnh trong căn nhà hoang vắng này. Người đàn bà biến đi đâu một lát, rồi y lại hiện ra. Bây giờ nhìn rõ y còn trẻ lắm, mặt đẹp nhưng xương xương, lành lạnh. Một cái khăn vuông đen trùm gần hết trán. Cái khăn vuông ấy hắt bóng tối lên làn da xanh. Thú thật, trong cái mặt ấy, tôi không ưa tí nào. Không hiểu sao, tôi thấy nó không ra mặt người. Nó giống ma quái gì. Bởi vậy, tôi giật mình khi thấy người đàn bà bước thẳng lại phía tôi và bảo: Bác còn trẻ nhất, chịu khó ra ngoài này, tôi mượn. Tôi lưỡng lự, ông Tiêm dục: Kìa, ra đi. Tôi bước theo y mà chống ngực đập thình thịch.
đi đưa tôi ra đầu trái. Cạnh đấy là một cái ao, nước đen ngòm ngòm. Đi biến vào một cái nhà, lá tối như hũ nút. Tôi đứng đợi ở ngoài, không dám vào. Bỗng y lại chui ra, tay cầm một vật gì. Nhờ có ánh ngọn đèn con để ở đầu trái, tôi nhận ra một con dao nhọn, thứ dao chọc tiết lợn. Tôi không động đậy, nhưng trong lòng bối rối, y bình tĩnh bảo: "Băng cắt tiết dùm tôi con gà." Tôi hoàn hồn, nhưng tiết gà để làm cơm thợ gặp. Sự này cũng lạ. Bàn tay tôi nắm con dao cứa trên cái cổ con gà, run rẩy. Con gà hé một mắt ra, trừng trừng nhìn tôi. Người thiếu phụ cầm chân gà, chúm đôi môi ra một cách sầu thảm lắm. "Ơi, sao lại thế?" Tôi vụt nghĩ đến những chuyện yêu tinh làm thịt con, và tôi sinh bàng hoàng. Cái cổ gà giãy trong tay tôi như một khúc rắn. Tôi kinh sợ rụt ngay tay lại. Người thiếu phụ mở to đôi mắt trắng dã nhìn tôi rồi bảo: "Thôi được rồi, bác về nhà mà nghỉ." Tôi nhẹ lân cả người. Về đến nhà, tôi muốn kể những điều mắt thấy với ba người nọ, nhưng sợ họ cười lại thôi. Chừng một giờ sau, người đàn bà bưng về một mâm cơm, mâm đồng tử tế, thức ăn toàn gà luộc, lại có cả hai chai rượu. "Mời các ông xơi rượu rồi ăn cơm, xong đâu đấy, nhà cháu còn nhờ các ông việc này." Ông xã Mịch và chú Cô Siêng nhìn nhau ra ý hỏi: "Sao ở đây người ta lại quý thợ đến thế?" Tôi thì tuy không phải ngạc nhiên, nhưng vẫn còn thắc mắc. Tuy có ông Nhiêu Tiêm thấy rượu thì mừng ra mặt, nhỏ ngay dạy bảo: "Mợ đã cho, anh em ta đi uống rượu." Trong khi chúng tôi ăn, người đàn bà tháo tất cả những cánh cửa nhà hạ xuống. Lại một sự kỳ dị nữa, y tháo hết cánh cửa ra làm gì? Ăn uống xong, ông Nhiêu Tiêm mặt đỏ gay gọi chủ nhà bảo: "Bây giờ chúng tôi nó say cả rồi, mợ định bảo chúng tôi đi làm gì thì bảo đi." Tôi hồi hộp, người thiếu phụ đứng trong nhà nói với ra: "Mời các ông vào trong này." Ông Nhiêu Tiêm đứng dậy gật chúng tôi cùng vào. Tôi gần chết khiếp, bởi lá màn đã vén lên. Trên bộ ghế tựa nằm đuổi ra ba cái xác: một đàn bà, hai cái đàn ông, chân tay xám như do, má hõm, lỗ mắt sâu hõm vào. Ông xã Mịch trú lên: "Trời ơi, sao thế này?" Và cả bốn chúng tôi, người nọ bám vào người kia. Người đàn bà vội sụp ngay xuống lạy chúng tôi và rưng rưng khóc: "Đây là bố chồng tôi, mẹ chồng tôi, với chồng tôi. Chẳng may rời bắt tội chết cả, không ai dám chôn. Tôi đàn bà con gái lại có một mình. Các ông đã đến đây thì các ông xin phúc mà dùng cho. Tiện cánh cửa đây, các ông ghép qua loa vào làm áo quan.